Phật tử lẻn vào phòng trụ trì trộm tiền tỷ, vàng và đô la Mỹ. Tài xế bằng hoàng kể lại giây phút 8 ô tô va chạm trên cầu Phú Mỹ. Bắt khẩn cấp hai lãnh đạo chi cục thuế Cà Mau vì hành vi lợi dụng chức vụ. Động đất mạnh ở Con Tôm, người dân cách 300 km nghe gió nền nhà rung bật bật. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử vụ án mất cắp hàng tỷ đồng tại chùa Kỳ Viên, phường 3, quận 3. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thành Xuân, 61 tuổi, ngụ quận Tân Bình, là người làm công quả tại chùa Kỳ Viên do sư thầy Thích Tăng Đê làm trụ trì. Trong thời gian làm công quả tại chùa do Xuân thiếu nợ của nhiều người và cần tiền đánh bạc bằng hình thức chơi số đề nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại chùa. Cụ thể, khoảng đầu tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Thành Xuân thấy phòng của sư trụ trì không có ai nên lẻn vào mở tủ trộm 11.000 đô la Mỹ. Đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023, Nguyễn Thị Thành Xuân liên tiếp vào phòng này lấy đi 1,05 tỷ đồng và 4.000 đô la Mỹ. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2023, trụ trì Thích Tăng Đê phát hiện mất hơn 1,05 tỷ đồng, 15.000 đô la Mỹ, 6 sổ tiết kiệm trị giá 5,5 tỷ đồng cùng một cây vàng nên đã tới cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Xuân là kẻ trộm. Biết không thể chối cãi, Xuân khai do làm công quả tại chùa nhiều năm, biết rõ thói quen sinh hoạt và nơi cất tài sản của dư trụ trì nên nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thành Xuân không thừa nhận lấy trộm 6 sổ tiết kiệm và một cây vàng. Qua điều tra, cảnh sát xác định, ngoài hành vi trộm cắp, Nguyễn Thị Thành Xuân còn tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Giang Nga, 56 tuổi, ngụ quận 3, Đặng Thị Kim Hai, 63 tuổi, ngụ quận 10 và Cao Văn Tú, 53 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ba người này còn cho Nguyễn Thị Thành Xuân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tại phiên xét xử ngày 8 tháng 8, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 2 năm tù về tội đánh bạc. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù. Bị cáo Giang Nga bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, nộp phạt 60 triệu đồng. Bị cáo Cao Văn Tú 3 năm tù và nộp phạt 60 triệu đồng. Bị cáo Đặng Thị Kim Mai 2 năm 3 tháng tù, nộp phạt 40 triệu về hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Tối hôm mùng 8 tháng 8, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra vụ 8 ô tô tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra ở cầu Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, ông Dê, 35 tuổi, quê Kiên Giang, lái xe tải biển kiểm soát 68H000XX chạy qua cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa đổ dốc cầu thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi thì va chạm với 7 xe khác gồm ô tô, xe tải và xe đầu kéo. Thời điểm trước khi xảy ra vụ va chạm, ông Dê chạy xe tải chuyển thức ăn cho tôm hùm từ Kiên Giang đến Nha Trang Khánh Hòa. Đến gần 15 giờ, ông đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì có tiếng động lạ. Sau đó, ông Dê đã bất ngờ mất kiểm soát phanh tốc độ tăng dần. Ông Dê kể, lúc đó tôi đã cố gắng kéo phanh nhưng nhìn đồng hồ tốc độ tăng dần đến khoảng 70 km h Tôi bất lực chỉ biết giữ vững tay lái để cố gắng tránh va chạm ít nhất có thể. Vừa thoát khỏi cabin, ông không tin nổi cảnh tượng xảy ra trước mắt. Hàng loạt phương tiện va chạm liên hoàn, xe của ông cùng hai ô tô bốc cháy dữ dội, nhiều người mắc kẹt bên trong ô tô. Lúc này, ông dê hô hoán cùng người dân xung quanh, cố gắng giải cứu người gặp nạn ông LTL, 41 tuổi, ngụ quận 4, tài xế điều khiển ô tô bị kẹp giữa xe ô tô và xe tải kể đang chạy xe đi tỉnh Đồng Nai qua cầu Phú Mỹ, ông bỗng nghe tiếng động lớn rồi ông bị choáng váng, bừng tỉnh thì xe ông bị kẹp cứng. Ông L nói: "Tôi đang chở người thân đi công việc về hướng Đồng Nai thì nghe tiếng động lớn, tôi choáng váng, cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động. Ô tô bốc cháy, tôi bị kẹt trong cabin" và sau đó được người dân phá cửa kéo ra ngoài. Rất may mắn, tôi chỉ bị xây sát ngoài ra. Người thân trong xe được hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với các tài xế liên quan, đồng thời lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 8 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Ngọc Minh, 55 tuổi, tri cục trưởng và ông Phan Văn Hiền, 49 tuổi, tri cục phó, tri cục thuế khu vực 3 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can này. Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tháng 6 năm 2018, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau đã ký quyết định ủy quyền cho Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực 3 ký hợp đồng với Bưu điện huyện Trần Văn Thời để thu thuế từ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Chi Cục thuế khu vực 3 và Bưu điện huyện Trần Văn Thời đã ký kết 3 hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. Các hợp đồng này quy định rằng bưu điện không được ủy nhiệm thu thuế cho bên thứ ba và tỷ lệ thù lao thuế được hưởng sẽ dựa trên kết quả thu thuế của bưu điện so với số thuế phải thu việc thanh toán kinh phí ủy nhiệm thu thuế được căn cứ vào bảng xác nhận số tiền bưu điện thu nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, ông Trần Ngọc Minh và ông Phan Văn Hiền đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo công chức thuế đến bưu điện huyện Trần Văn Thời nhận biên lai thuế trực tiếp và đi thu thuế thay cho nhân viên ủy nhiệm thu của bưu điện. Sau đó, họ xác nhận toàn bộ số thu và nộp của công chức thuế cho nhân viên bưu điện để lập khống chứng từ thanh toán tiền thù lao ủy nhiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lên đến hơn 421 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông báo tin động đất của Viện Vật lý Địa cầu, trong ngày 8 tháng 8 đã xảy ra 5 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, có độ lớn từ 2,5 đến 4,2 Đặc biệt Trận thứ tư xảy ra lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày Có độ lớn 4,2 Xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,849 độ Vĩ Bắc 108,266 độ Kinh Đông Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km Động đất xảy ra Tại khu vực huyện Con Plông tỉnh Con Tum Cấp độ rủi ro thiên tai Cấp 0 Nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng cách xa 300 km Vẫn giật mình khi thấy nền nhà rung bần bật dù chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cũng khiến họ hoảng sợ. Anh Nguyễn Hoàng ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cho hay, ở trên tầng 4 nhưng vẫn nghe rõ nền nhà giật liên hồi. Anh kể, lúc đầu tôi còn tưởng nhà ai bên cạnh đào hay thi công gì đấy, nhưng ra mở cửa xem thì không phải. Vợ tôi ngồi chơi cùng con giữa nền nhà, cũng cảm nhận rõ nền nhà giật giật rất nhanh. Trong khi đó, chị Hoài Phương ở quận Cẩm Lệ chia sẻ, vẫn còn hoàng sợ khi đang nằm ngủ thì cảm nhận tiếng rầm rầm từ nền nhà như có ai chạy rất nhanh vào phòng. Chị Phương hoang mang, dù chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng tôi thật sự lo vì không biết có tiếp tục chịu ảnh hưởng và lần sau có bị rung lắc mạnh hơn không. Anh Dương Văn Minh, quận Hải Châu, đang nằm trên giường cũng thấy giường rung. Cửa tủ kính giật lên kêu lạch cạch. Vì lần trước từng trải qua cơn rung giật từ động đất ở Con Tum hồi cuối tháng 7, nên anh bình tĩnh và bớt lo hơn. Nhiều người viết dòng trạng thái trên Facebook cho biết, cảm nhận được động đất sự rung lắc xảy ra ở các địa phương này. Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum được nhận định là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đất gãy sâu trong lòng đất. Động đất kích thích tại huyện Con Plong dự kiến còn kéo dài trong nhiều năm tới. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo trong hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 8 ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở mức từ 35 đến 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Cũng trong giai đoạn này, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 55%. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận nắng nóng dịu hơn với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng mùng 10 tháng 8 chiều tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo các chuyên gia, tiết lập thu đã bắt đầu từ hôm mùng 7 tháng 8 và kéo dài đến hết ngày 22 tháng 8, nhưng nhiều tỉnh thành miền Bắc lại đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Lý giải về tình trạng này, một số chuyên gia cho biết, tiết lập thu là mốc đặc biệt khi mùa hạ qua đi, mùa thu bắt đầu tới. Từ đây, nắng nóng bắt đầu giảm, tiết trời dịu mát hơn, nhưng thời tiết vẫn chưa ngả hẳn sang thu nên nhiệt độ vẫn cao. Với thời tiết miền Bắc những ngày tới, cơ quan khí tượng nhận định tình trạng nắng nóng đến gay gắt chỉ kéo dài khoảng 2 ngày nữa từ 11 tháng 8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Cụ thể, từ đêm mùng 10 tháng 8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ đêm mùng 10 đến 14 tháng 8 có mưa, mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ dự báo từ khoảng ngày 12 đến 13 tháng 8, nắng nóng có khả năng dịu dần. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và tối. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, chủ trì kỳ họp Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ chức Đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị liên quan. Thông cáo nêu những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Trần Đức Quận, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trần Văn Hiệp, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Những người có trách nhiệm liên quan còn có Huỳnh Đức Hòa, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đoàn Văn Việt, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Võ Ngọc Hiệp, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh. Các nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Đặng Chí Dũng, Nguyễn Văn Yên. Các tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm S, các ông Huỳnh Ngọc Hải, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Nguyễn Văn Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lâm Hà, Bùi Sơn Điền, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Đức Trọng, nguyên bí thư chi bộ, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Quang Trung, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây dựng, Trần Phương, bí thư Đảng ủy, cục trưởng cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Liên quan những vi phạm trên còn có trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Khái, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Minh Khái. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Mới đây, Bộ Công an thông tin về vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club, liên quan đến cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, nguyên bí thư thành ủy Hòa Bình tỉnh Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Theo Bộ Công an, ngày 22 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tàng nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội, King Club, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Ngày 24 tháng 6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành phố, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với 5 người, gồm 1. Nguyễn Đình Lâm, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. 2. Phan Trường Giang, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội, giám đốc chi nhánh câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. 3. Cho Chun Kyun, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 4. Choi Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 5. Sim Han Hee, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là quản lý tại King Club. Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội đánh bạc đối với Nguyễn Thị Nga, Sinh năm 1977, Nguyễn Thị Dung sinh năm 1976, Trần Yến Nga sinh năm 1962, Trần Minh Sự sinh năm 1963, Hứa Thị Thu Huyền sinh năm 1976, Nguyễn Thế Vũ sinh năm 1971, Nguyễn Đức Thành sinh năm 1956, Vũ Thị Tuyệt Mai sinh năm 1962, cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 7 năm 2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Trương Xuân Danh, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo Công an Nhân dân, trong số các bị can trên, ông Ngô Ngọc Đức là cựu bí thư thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình còn ông hồ đại dũng là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt 155 người liên quan. Theo Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt, những kẻ này đã lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18 đến 30 triệu đồng, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các xích được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân nhưng độc thân thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen tán tỉnh tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Nạn nhân mà bọn chúng hướng đến là những người độc thân trung niên có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Sau khi tạo được lòng tin, những kẻ này kêu gọi con mồi đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng hoặc trang website ảo có tên OYO để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận. Từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Sau khi nắm bắt tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng, dạng sáng ngày 2 tháng 8, các tổ công tác của ban chuyên án quyết định xuất kích. Nơi làm việc của đường dây này từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, phát hiện lực lượng chức năng hàng trăm kẻ lừa đảo tẩu tán tiêu hủy các công cụ phạm tội cố thủ tại phòng sinh hoạt chung trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người đang làm việc cùng tòa nhà sau hơn 4 giờ truy bắt, 154 người trong đường dây này đã ra lưới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại sân bay nội bài, phòng cảnh sát hình sự cũng bắt giữ kẻ chủ mưu Hoàng Bích Ngọc sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, khi đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án